có vé máy bay tặng anh. Trời ơi, tặng vé máy bay luôn rồi Linh. Hay là chuyến du lịch ở Đà Lạt có thông tin rồi. Đà Lạt hả em? Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Cái vé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được ở bất cứ nơi nào nha anh. Ngày thứ 6, 25. Dạ. Bữa nay mấy giờ, rước em mấy giờ? Anh về coi kỹ, ghi rõ. Rồi. Hai vé luôn. Rồi, xin mời nhà gái. Ngồi đây cưng. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Mời em. Bên đó có rung không vậy? Bên đây tôi rung lắm luôn rồi nè. Ôi, bên này thấy ngon à. Không có gì rung hết, bây giờ giới thiệu về mình coi nè. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả mọi người ở khán phòng. Em tên là Phan Thị Thiên Lý, năm nay em 31 tuổi, em ở Tiền Giang. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh bên vé máy bay. Làm đại lý vé máy bay đúng không? Dạ. Tiền Giang là ở đâu vậy Lý? Dạ em ở Cai Lậy ạ. Trời ơi, sát bên anh rồi. Trời ơi, Đồng Hương. Đồng Hương luôn. Giúp chào Đồng em Hương nha. Dạ. Thiên Lý, mời chàng trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thanh Trà, năm nay em 29 tuổi. Quê em đến từ Long An ạ. Sát bệnh luôn. Em làm nhân viên kinh doanh dạ. Ta 29 dạ, mình 31 có ngại không? Đâu dạ, có gì đâu ngại đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói một chút về ưu khuyết điểm của mình coi nè. Dạ, em ưu điểm của em là người chịu khó ạ. Cũng rất là hòa đồng, vui vẻ và biết lắng nghe, độc lập về tài chính, cũng đánh đổi thanh xuân của mình để tạo dựng sự nghiệp, để tạo dựng sự nghiệp, tập trung vào công việc là chính, tập trung cao vào công việc. Trời, dân Tiền Giang ai cũng giỏi trơn Vân ơi. Thì tôi có nói gì đâu, tôi biết mà anh Quyền Linh. Bây giờ mình có cái nhược điểm gì không? Dạ có, tính chất công việc em cũng hơi làm, cũng có khi khuya nên là ngủ hơi nhiều, hơi dậy trễ rồi hay quên với tin người á. Có bị giật với máy bay nhiều không? Khó, sao chưa biết hay vậy? Khó, sao chưa biết hay vậy? Thì tin người là bị giật thôi. Bên kia nói về mình đi nào. Em thì là một người rất là vui vẻ, dễ đồng cảm với những người bạn của mình. Hơi dở của em là đôi khi em hơi nóng tính một chút xíu. Ai mà nói xấu về gia đình em đi, mà nói xấu trước mặt em thì nếu mà em nghe đó là em sẽ nóng, là em sẽ nóng và em cự, có nghĩa là lớn tiếng lại rồi đó liền. Nói xấu gia đình mình ai nóng. Còn nói chung mà cái việc nóng tính á thì sau này khi em làm cái nghề của em là nhân viên kinh doanh á, sau này thì em bớt nóng tính rồi. Tại vì đó, đi làm cái nghề của em thì trước tiên là khách hàng phải luôn luôn đúng trước cái đã. Tình yêu sao rồi? Tình trường của em thì từ chỉ có em có ba mối tình của thời học đi học anh. Học sinh đó hả? Dạ đúng rồi, thời học sinh. Nói chung là mối đầu tiên là năm lớp mấy? Dạ mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm 2 năm vậy đó. Ừ. Mối nào là em yêu, em nhớ nhất, sâu sắc nhất? Nếu mà nói về tình cảm mà sâu sắc nhất thì đương nhiên là tình đầu anh, nhưng mà thấy có lỗi nhất là có lỗi cái mối tình thứ hai thôi. Có lỗi gì? Em làm gì có lỗi? Tại vì khi mà em chia tay mối tình thứ nhất, em quen người thứ hai. Thì đang quen người thứ hai thì vô tình quen biết cái người thứ nhất là mới chia tay. Em thì lại chia tay cái người thứ hai, em muốn quay lại với người thứ nhất. Thôi. Lộn xộn quá ta. Xong rồi em xong rồi vô cũng không quay lại được với mối tình thứ nhất thì em mới vô tình em nhắn tin nói chuyện qua lại với cái mối tình thứ ba. Vô tình thì em nói em thích cô đó thì cô đó cũng vô tình nói ok thôi. Thì quen được năm nữa. Ông bà ta xưa nói nít quỷ nè. Lum tùm la hết trơn. Rồi cuối cùng rồi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được. Dạ. Hồi xưa có nhiêu nó dồn nó yêu hết rồi. Giờ đâu còn gì nó đâu yêu. Rồi, còn mình sao nè, mình nói cho bạn đó bạn nghe coi. Em có hai mối tình. Mối thứ nhất là khi em đi làm bắt đầu được một năm á, thì biết thì xong rồi người ta có gia đình rồi em cũng chấp nhận thôi. À thôi, dạ. Rồi bỏ đi, bỏ mối lúc tình đó đi. Em nghỉ làm luôn rồi em tự làm luôn tới giờ. Em tập trung vào công việc, cũng thời gian sau em ổn định rồi em cũng có gặp một người. Nhưng mà khi tìm hiểu biết người ta đã từng có gia đình rồi á, có con riêng nữa nên thấy không phù hợp nên tôi em dừng lại thôi. Trà muốn có người yêu một mẫu hình lý tưởng thế nào nè? Bạn gái chỉ cần chiều cao khoảng 1m50-55 trở lên là được à. Nói chung là đừng quá ốm thôi, tự còn em không thích người ốm thôi. Thích người cỡ kia không? Chào cưng. Dạ, chào chị.
Nói chung là vừa người đúng không? Dạ đúng vừa rồi. Vừa người, đừng có ốm, đừng có mập, dạ, vừa người thôi. Dạ. Chị ngạc nhiên ghê á. Tại sao ta, em ăn ở không 11 năm, lý do tại sao vậy? Từ lúc mà năm 18 tuổi tới giờ thì nó có nhiều cái gọi là trong gai lắm chị. Nói chung là cuộc sống nó hơi gian trưng, xong rồi cái nhiều khi đi làm về đó, tiếc như thành một thói quen, cái đi làm về ăn uống rồi nghỉ ngơi, cái em ngủ sáng hôm sau đi làm là tiếp tục công việc tiếp, biết nó lặp đi lặp lại như một cái thói quen luôn. Cũng đã muốn có người yêu lâu lắm rồi nhưng mà không biết là tại sao em chưa gặp được cô gái nào mà cũng chưa có ai làm cho em cảm thấy, có nghĩa là rung động. Chết rồi, ông Linh ông hỏi nãy câu trả lời coi chừng đổi hướng đổi chiều đó. Đâu, gió đổi chiều chị, đó. Em hứa luôn, bảo đảm luôn là em thích con hứa luôn con đúng gái. Không? Bảo nãy đảm giờ Linh đứng gần em có thấy loạn nhịp tim không? Không. Không phải không? Thấy bình thường, nó có gì đâu chị. Vậy đó chị yên tâm. Chị yên tâm chút. Em chỉ mắc cười là hôm nay anh Linh để cái tóc đẹp quá rồi. Thì đó, đó. Ừ, em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em á, nét đẹp giống một cái người mẫu nào đó. Hiện là em đang thích một phụ nữ có cá tính một chút xíu. Ừ. Đừng có quá hiền, bánh bèo hay gì đó. Em không thích. Chắc chắn đây không có rồi, dạ. Ta chủ một cái công ty nhỏ rồi đó ông ơi. Ok, vậy yên tâm rồi. Dạ, cho anh Huy Linh. Ôi, tóc anh đẹp quá. Ôi, tóc anh đẹp quá. Lý không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông không có tính lập trường, không quyết đoán, không có kiểm soát được bản thân. Em thích người đàn ông nhẹ nhàng, lịch sự, chuẩn mực, hướng về gia đình. Em là người sống tình cảm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi xong cho hai bên gặp mặt đi ha. Đúng rồi. Long An, Tiền Giang sát bên. Tiền Giang đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ, anh trai với chị. À. Xin chào MC Huyền Linh. Xin chào MC Hồng Quân. Tôi là mẹ của Thiên Lý. Chào cháu bên nhà trai. Chào cô. Ở đây là anh trai thứ ba, còn chị đồng nghiệp của đồng Thiên nghiệp. Lý. Thế cũng hiền. Hiền ha. Còn có yêu cầu đàn trai gì không? Không, không có đâu Quyền Linh ơi. Em trai nói nhà em ở đâu? Dạ, con ở Long An bác. Huyện nào? Dạ, con ở huyện Thủ Thừa. Thiên Lý thì nó có nhà cửa thành phố hết rồi. Giờ con về trên đây ở được không? Con thì sao cũng được, nhưng mà một tuần thì ví dụ như con làm ở Long An thì một tuần con hay về Long An lắm. Lý có nhà riêng rồi, về ở rể được không á? Cái đó là không ở rể đâu, hai đứa tự. Ở riêng, nhà riêng của Lý. Nhà riêng luôn, không có ở rể. Nhà của mình ở dưới thị xã, cả lại mà Quyền Linh. Trời, ngon đâu quá. Đâu có ở đây đâu. Nhưng chả được cô. Được. Dạ. Anh ba, nè anh ba có ý kiến gì không anh ba? Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào khán giả, chào mọi người, chào nhà trai bên kia. Em chào anh. Mình là anh thứ ba của Lý. Nói chung anh thấy em cũng hiền, cũng thật thà. Còn phần sau là phần phấn đấu của mình thôi. Dạ. Chứ anh cũng không nói nhiều hơn. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi. Em đi với ai Trà? Dạ, em đi với anh của em anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Rồi, chào em trai. Này em lên hỗ trợ tinh thần cho thằng em cô đơn quá lâu rồi. Em cũng xúi nữa đăng ký cái chương trình này á. 11 năm mà, dạ. Quá. Anh thấy thì em gái bên đây cũng dễ thương. Thiệt thà, nói chung là miền Tây là thích rồi đó. Hy vọng hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến đến xa hơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ bắt đầu tâm sự nha Trà nha. Nào, cố gắng lên. Mở rào. Mình có món quà tặng. Đây là sáng mình làm. Dạ. Cái gì vậy anh? Bò bóp thấu. Thấu luôn á. Em bán vé máy bay, không có gì hết, em có vé máy bay tặng anh. Trời ơi, tặng vé máy bay luôn rồi Linh. Đây là chuyến du lịch ở Đà Lạt, có thông tin rồi. Đà Lạt hả em? Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Cái vé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được ở bất cứ nơi nào nha anh. Ngày thứ 6, 25. Dạ. Bữa nó mấy giờ, rước em mấy giờ? Anh về coi kỹ ghi rõ. Hai vé luôn đúng không? Dạ, khứ hồi luôn. Có giờ hết trơn trọi rồi. Thứ sáu mình đi, chủ nhật mình về. Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Cơ hội đang tới đó Trà. Tới luôn đi. Nào. Dạ. Thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Anh thấy con gái anh nhát dữ lắm. Em ăn thử món của anh làm. Em dùng luôn hả? Ừ, em ăn thử đi. Em xin phép mọi người. Không. Em xin phép mọi người em dùng. Ăn đi cưng. Em dùng một mình nha.
Thiệt đời bất công thiệt. Nói nó nghe rớp rớp rồi lòng tôi cũng xót xa luôn. Sao mốt người chơi lên đây? Tặng đồ ăn nhớ tặng tôi nha. Rất là giòn á anh. Trời ơi. Rồi bò rất là mềm, vừa vô miệng là nó tan luôn á. Trời ơi. Gỏi là chuối nữa, giòn, rất là thơm, ngọt. Trời, ngọt, chua chua, mặn mặn. Nói chung là vừa, hài hòa. Nói chung thì anh thích là nấu đồ ăn. Thường xuyên cũng hay tụ tập với nấu đồ ăn cho bạn bè, nhưng mà giờ hết muốn nấu cho mấy bạn rồi. Dạ. Anh muốn kiếm. Giờ muốn nấu cho ai nói luôn đi. Hôm nay thì em sẽ muốn nấu cho Lý ăn. Anh cho ăn mà anh không cho uống. Chỉ ăn chút răng hay mà Trưng ăn gỏi. Ngon quá cái gì anh quên, chứ không anh pha cho em ly trà đào nữa rồi. Tao tặng gỏi tao phải tặng trà đào hay là sinh tố nữa kìa chứ. Ủa anh trà anh đang làm việc ở đâu ạ? Anh làm ở quận 4 em. Em thấy anh như thế nào? Anh như thế này là được rồi. Anh như thế này là được rồi. Về Sơn Công bán vé máy bay luôn đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thì đúng như anh, cái mẫu người mà anh thích là nó hơi tròn tròn một xíu, nó không quá ốm. Mới giận con. Anh thấy cái giọng nói của em nghe nó rất là êm tai. Dạ. Em đính chính nha, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Dạ, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Trà có ngại không? Dạ không chị. Cứ anh em bình thường cho chị. Anh nhỏ gì dân, anh còn kêu chị dân bằng em mà. Nếu em biết tuổi trước thì em kêu em rồi đó. Ừ. Nhưng mà nhìn cái mặt thì kêu anh được. Anh nói chung anh đen là do anh giăng nắng thôi em, chứ không có gì đâu. Em nhìn anh thấy cái sự trưởng thành, chững chạc của người đàn ông trong đó. Mặn mà. Không, anh đàn ông mà. À. Em thì mà ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Thì anh cũng ở Sài Gòn nguyên tuần. Thì mình có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào mà em muốn. Được anh. Còn ví dụ như cuối tuần đi. Cuối tuần ví dụ như em muốn đi về với mẹ hay đi đâu thì anh có thể chở em đi. Được anh. Vậy mình bấm luôn đi hay. Trời ơi. Chưa. Rồi bây giờ em tiến tới bên cô gái kìa. Nắm tay cô gái. Rồi hát tặng cô ấy một bài. Đó, thấy chưa? Sau này ví dụ như anh không có thể, ví dụ anh không cho em được nhà cao hay cửa rộng gì đó đi. Xe gì sang á, anh không có. Có thể anh không có làm được nhiều được tính như vậy. Nhưng mà anh chỉ hứa là anh sẽ làm lúc nào em cũng cười. Như hôm nay khi em ăn cái món của anh mà em cười á. Cảm ơn em. Hát bài gì cho cô gái ấy cười đi. Ra. Nhiều lần gặp ngừng muốn ngồi, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trầm nhìn em thân lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Nắng đêm từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Thôi anh hát tới đây thôi được vậy. Đi đáp lại đi bài nào đó. Có hai câu rap nhỏ nhỏ. Em bắt đầu nha. Bài là tình yêu màu nắng. Ai mặt nõng lái lai, nõng lái lai. Ai mặt nõng lái lầu, nõng lái lầu. Em vô nha. Và tên của anh là nắng, để em được là mây trắng. Bên anh quân quyết mây chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ. Lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời, nơi nào xa xôi. Màn đêm tối, ai giăng lối em, để gần anh mãi. Đừng bấm vì tất cả điều gì các bạn nha. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, đã bấm mà quên nữa, dễ sợ quá.
Nguyễn Anh Trân. Nắm tay nhau, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ sẵn đà gì xin phép luôn Lý cho anh Hung cái đi. Nụ hôn đầu tiên cho anh Hung. Cố gắng lên nha. Tăng bang. Có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. À, dạ. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Xin mời nhà gái. Chào cưng, để đây cưng. Chào chị. Bây giờ thì xin mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Huyền, 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại thì em đang là chuyên viên hoạch định tài chính của một công ty tài chính Canada. Em ở Phú Nhuận và đang làm việc ở Bình Thạnh. À, ở Phú Nhuận hả? Cũng đồng hương nữa. Này đồng hương Phú Nhuận lên ơi. Kịch Phú Nhuận hả? Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Hoàn, năm nay em 37 tuổi. Hiện em đang công tác trong ngành hàng không. Em làm gì hàng không? Nhiệm vụ cụ thể là gì? À, như em là làm nhiệm vụ cụ thể là em sẽ đầu tư trang thiết bị cho một cái sân bay, là nhà ga, thiết bị kỹ thuật trên đường băng chúng bay hàng cái. Rồi, anh hiểu rồi. Em quê Nghệ An đúng không? Dạ. Ồ, bạn trai như quê ở Nghệ An luôn hả? Dạ, em cũng quê ở Nghệ An đó. Phải không? Tại vì thấy cái giọng á, cái giọng nói hai bạn nói tiếng địa phương mình bằng chuẩn không? Nghệ An là bạn gái ở huyện nào? Em ở Yên Thành của Nghệ An ạ. Yên Thành, còn bạn trai? Dạ em ở Đô Lương. À, Đô Lương cũng gần mà. Gần không? Sát Đô Lương qua Yên Thành sát. Dạ gần ạ. Ờ. Muốn về Đô Lương thì sẽ đi qua đất của Yên Thành. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về bản thân mình, những cái ưu khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng. Em là một người mà luôn hướng cho mình những cái suy nghĩ tích cực, sống thiên về gia đình. Vì thế em rất là thích nấu ăn và em cũng thích hát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái tính của em ấy khá là thẳng thắn, cho nên là những cái quyết định của mình có thể là làm cho người khác cảm thấy bị buồn, bị chạnh lòng. Cho nên là em mong muốn là thời gian tới em sẽ hoàn thiện được bản thân của mình. Bây giờ em trai cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em là người mà rất chi là hòa đồng và rất chi năng nổ. Còn nhược điểm thì bản thân em tự đánh giá là em nói hơi nhiều. Có một cái nữa là chưa quen là đứng trước đám đông hơi run. Không sao, từ từ mình quen à. Hồi đó anh cũng ngồi đây anh run chết luôn, sao đó anh quen luôn à. À, từ từ rồi cũng quen thôi. Nhà gái cho biết con đường tình duyên của mình chút xíu nào. Em có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Mình quen nhau được bao lâu? Em quen 1 năm. Một nhưng năm. Mà thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. À, dạ. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Dạ. Như vậy thì cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em mong muốn sẽ là như thế nào? Có chí hướng phát triển và luôn hướng mình về gia đình. Có cần cái bề ngoài phải đẹp trai, cao to, lực lưỡng không? Gương mặt và dáng hình thì nó sẽ hài hòa là được ạ. Ừ, rồi để chị coi nha. Chị coi bên này. Em chào chị. Chào em. Dạ. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Chắc là cũng phải tầm được 60-70% rồi. 60-70% đúng không? Được, 70 trở lên được em. Đường tình duyên thế nào em nói cho bà mối nghe đi. Trải qua một mối tình, cũng yêu nhau được 10 năm. 10 năm. Wow. Wow, 10 năm cho một mối tình rồi tại sao lại chia tay? Thực ra thì câu chuyện này nó cũng là dài, nhắc lại thì nó cũng buồn. Nhưng mà nói chung thì trong quá trình đấy thì cũng phát hiện là bạn ấy có đối tượng khác rồi. À, có người thứ ba. Được rồi, anh thấy nhà trai cũng là môn răng hổ rối, cũng đẹp trai ha. Bên tôi là cô gái này 24 tuổi, rất là xinh xắn nè. Em chào anh Quyền Linh. Trời đất ơi. Đó. Đẹp dữ trời. Đó. Chào nhà gái. Nè, bây giờ model bèo lên ngôi nha. Bèo ít, đây bèo nhiều quá. Rất là giống nhau. Đây bèo béo. Ta bèo dưới béo. Này, ta bèo trên, mắc cười quá. Em không thích điều gì phụ nữ? Dữ. Dữ hả? Dữ. Em có dữ không? Dạ không. Không, cô này mặt không có dữ sao đâu. Dữ được. Ừ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi.
Em đi với ai? Hôm nay em đi với chị Thu, đồng nghiệp của em. Chị đồng nghiệp đúng không? Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Cho chị hỏi Hoàng câu hỏi nghe. Nếu như mà người vợ của mình á, mà làm cái công việc mà ví dụ như một tuần nó phải có vài ngày đi về trễ thì liệu là em có thông cảm được không? Thực ra là vợ chồng thông cảm cho nhau thôi. Cứ miễn sao là trong một tháng hoặc là hai tuần gì đấy thì mình có một hai đến ba bữa ăn cơm với nhau, thế là tốt rồi. Dạ, tuyệt vời. Thì cho chị hỏi câu hỏi thứ hai nữa được không? Dạ được, thoải mái chị. Đối với Hoàng thì em thấy là các cái việc nhà thì em có sẵn lòng để chia sẻ cùng với vợ của mình không? Dạ, em thì nãy em chưa tiện nói với bạn nữ bên, thì em là người rất thích nấu ăn. Thì cái việc đấy thì em nghĩ là nếu như ai rảnh thì làm thôi. Gia đình gái thấy bên đàn trai sao nè? Bạn Hoàng rất là dễ thương, công việc cũng ổn định, phần còn lại là nhân duyên cùng với nhau thôi. Dạ, dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái. Cái ấn tượng ban đầu của em thì chị là người khá sắc sảo, cũng có thiên hướng về gia đình. Hy vọng là anh sớm lập gia đình để cho bố mẹ yên tâm. Rồi, cảm ơn anh trai. Mình mở rào nhé. Bây giờ mở rào đi nhá. Rồi, nào mở rào đi, nào. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào anh. Chào anh. Em có món quà tặng anh. Được rồi, cảm ơn em. Có một cái thiệp ở đây, thôi để em đọc thiệp ha. Ừ. Chào anh, dù lần đầu tiên hay lần gặp tiếp theo, em vẫn sẽ đứng đó mỉm cười chào đón anh. Và em nhận từ anh những bông hoa đẹp nhất. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn anh. Thực ra thì cái món quà này là nó là hình của hai người lần đầu tiên gặp nhau. Chàng trai đang cầm một bó hoa, rất là dễ thương. Đẹp quá. Và em có một chiếc vòng. Chiếc vòng này thì mọi người nhìn sẽ rất là bình thường, nhưng mà nó được khắc là chiến binh của hạnh phúc. Em hy vọng là trong cái công việc anh sẽ là một chiến binh thật dũng mãnh, nhưng mà trong cuộc sống thì anh cũng là một chiến binh của hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Em tặng anh. Dạ. Tôi không biết ông có rối không nha ông Linh, chứ tôi dạ. biết Hoàng nó rối dữ lắm rồi đó. Nãy giờ là rối lắm rồi. Còn món quà anh muốn tặng em ở đây thì anh là người rất thích thể thao. Dạ. Nên là trong có không biết cái gì không? Có em cứ mở. Anh hy vọng rằng là sau này cái món quà này anh tặng cho em là có thể sau này may mắn thì chúng ta sẽ đi đánh cầu lông thường xuyên hơn. Là đồ thể thao nha mọi người. Một bộ thể thao hả? Vâng, dạ, thể thao. Rồi, rồi. Các bạn về vị trí ngồi đi. Bắt đầu là ngồi đối diện để mà đàm đạo với nhau đi cưng. Dạ. Quan niệm của em lấy chồng mà nó xa thì cái năm tới Tết á, nếu như không được về bên ngoại thì em quan niệm cái sống đấy nó như thế nào? Thực ra người ta nói là lấy chồng thì theo chồng đúng không ạ? Nhưng mà điều đấy mình sẽ dung hòa với nhau. Chúng ta sẽ có sự chia sẻ với nhau trong những vấn đề đấy đúng không ạ? Theo nghĩ thì thế. Bạn trai thì cũng hơi lớn tuổi rồi, bây giờ mình đang tính khoảng bao lâu mình có thể cưới vợ được? Em muốn là tháng 3 năm sau. Tại sao lại là tháng 3 mà không phải là một tháng khác ạ? Vì mùng 3 tháng 3 là cái ngày sinh của anh. Em cũng sinh tháng 3. Tuy nhiên thì đấy là ngày sinh nhật. Tháng 3 mình về tổ chức sinh nhật. Tháng nhật xong cái mình ăn dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Sau đó mình làm đám cưới luôn. 3 trong 1 luôn đó. Về chuyện kết hôn thì em nghĩ là mọi thứ sẽ tùy duyên. Trước đấy thì em đã nghĩ là nếu mà mọi thứ thuận lợi thì tầm 2 năm. Nhưng mà như em nói từ đầu là mọi thứ sẽ tùy duyên đó. Dạ. Về công việc của anh thì anh bây giờ là công việc của anh là cố định ở trong này luôn rồi. Dạ. Cho nên là lập nghiệp thì ở Sài Gòn, tất cả mọi thứ cũng đều ở Sài Gòn rồi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh mấy tầng? Anh nói cho em nhà nghe mấy tầng thế. Kệ tôi, hỏi... tôi bên đằng nữ tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Cần gì phải hỏi nhà mấy tầng? Mắc cười quá, người ta đẹp, ta có nhà là được rồi. Dạ. Nhà tôi không có tầng nào hết mà nhà tôi tới mấy nghìn mét vuông sao? Cần đi tầng đúng không? Thì đó thì mình cứ hỏi vậy đó. Nhà mình, gái thích mình nói cho quá. Em nghe để em biết được là ở cái nhà tôi có nhà thì nhà thì mấy đã... mẫu ở quê đấy im để cho người ta nói vớ và vớ vẩn. Em nói đi Hoàng, chị thấy em rối lắm rồi đó, em nói đi coi nào. Không thì đúng là cũng lần đầu ngồi trước đám đông trên truyền hình nữa cho nên là hơi run. Thôi hồi nãy chị thấy em không run với anh Linh, mở rào ra chị thấy em run. Máy bay em còn sửa được mà, quan trọng gì đâu mà. Sao là nói cho Huyền nghe. Nhà cửa nào? Thì em đã có và đang chắc lẽ sẽ bàn giao trong năm nay. Em thì đang mua chung cư. Đó, đó. Thấy chưa? Công nguyên cái chung cư luôn rồi đó. Cho bà mối biết. Thực ra thì em mới vào Sài Gòn
từ đầu năm. Trước đấy thì em có 3 năm làm việc cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định. Vào đây thì công việc và mọi thứ cũng mới và em cũng đang quen dần với cuộc sống. Tuy nhiên thì em rất là thích Hồ Chí Minh, năng động, phát triển giống như con người của em vậy. Anh nói khi lần đầu tiên gặp em đó, anh cứ tự tựa là Nguyễn Thị Huyền đó. Hả? Đây là Lê Thị Huyền đó. Đúng rồi. Và anh cứ nghĩ rằng anh đã gặp em ở đâu, ở trên sóng truyền hình chẳng hạn. Và anh nghĩ rằng cô này sẽ là một người có thể làm cái vị trí MC được rất là tốt. Về dáng dấp, về cách nói chuyện, về cái thần thái của em đó. Anh nghĩ rằng là em làm việc này rất là tốt. Biết đâu ngày nào đó em ngồi vị trí của chị Vân, rồi ai ngồi vị trí của anh thì sao? Đâu biết được. Thôi vậy thì tôi đi về luôn. Hy vọng được tương lai như anh chị. Chị chào em nha. Chào ấy. Chị đi xuống luôn. Thì tôi cũng đi luôn mà. Cô ấy ngồi đó thì có người khác ngồi đây. Cùng quá. Thiệt mà nói cuộc sống đôi khi nó phải thay đổi như thế. Nói chứ đúng á. Hồi nãy chị nói là con bé này sao nó nói chung là cô này rất là duyên dáng. Đúng, làm MC em được đấy. Rất là chắc. Nói chuyện rất là duyên và cô này thông minh lắm đấy. Dạ vâng. Có thể cô ấy xuất hiện công chúng rồi. Vâng. Em thì ít xuất hiện. Dạ. Nhưng mà không sao, nếu mà mình cố gắng thì mình cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn cô ấy luôn. Dạ. Nhưng mà chị thấy ở cái người đàn ông này một cái sự rất là vững vàng. Nãy giờ mình nói chuyện qua lại mình hiểu một chút xíu về tính tình rồi. Bây giờ em tiến tới em nắm tay Huyền nhé. Em có thể hát một bài nào đó hay nói một lời nào đó chân thành từ trái tim của mình. Tôi không biết ông sao chứ tôi thấy bên nó thở hắt ra rồi. Ủa? Đó. Bắt đầu run từ lúc run này rồi. Tôi mà ngồi vị trí này tôi cũng run, nó đừng nói chi ai. Đứng dậy đi Hoàng, mạnh mẽ lên nào. Hát hay lắm có đó. Anh bên kế bên luôn Hoàng, đừng có lo. Đúng không? Em hát nào. Hay không? Chắc chắn. Ủa? Người Nghệ An hát rất là hay. Xin cảm ơn chị. Quay mặt về nhau. Em sẽ cố gắng. Ồ, từng run tay anh rất là run. Anh run lắm, chị biết mà. Về xứ Nghệ cùng anh đi. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung. Đất miền Trung khô cằn sỏi đá. Về đó rồi. Anh thương nhiều hơn nữa. Thôi em chỉ đợi. Về đó rồi anh thương rồi. Nhiều hơn nữa. Thôi em hát đi Huyền. Mời dạ. Trong dạ. Anh. Trời bài hay quá. Em sẽ hát tặng mọi người một bài hát khác. Dạ. Bài hát này thì có một thông điệp. Đấy là gửi đến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ vững bước và vượt qua. Đấy là bài hát Sống Như Những Đóa Hoa. Đấy, MC đấy. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ vương sầu lo. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, buồn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi sống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mong. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Trời ơi, Hoàng ơi, cố lên, Hoàng ơi, cố lên. Để tay vào nút bấm, chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu cảm giác thật sự trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không rung động, chúng ta nhường nút bấm đó cho một người khác. Hãy thật sự suy nghĩ cho kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Vui quá à. Chúc Hoàng mừng Hoàng. Vẫn còn đang ngơ ngác. Chúc mừng Hoàng. Chúc mừng Hoàng đấy. Trời ơi, Hoàng thở hắt ra vậy đó, thương gì đâu á.
Anh nghĩ rằng nếu như anh mà ngồi ở vị trí Hoàng, anh vẫn là con người như thế, vẫn bối rối trước một cô gái rất là xinh đẹp, giỏi, một cô gái rất là thông minh. Rồi bây giờ thì Hoàng ơi, coi như là bố mẹ của Huyền đang ngồi xem, bố mẹ của em nữa, em nói gì với các cụ đi. Thưa hai bác, nếu như mà hai bác không chê thì tháng 3 năm sau cho phép con được rước Huyền về dinh. Trời ơi, xin liền vậy đó hả? Thì có muốn nói gì bố mẹ mình không? Cha mẹ ơi, hôm nay con lên sóng chương trình này, hy vọng mà mọi người sẽ thấy là con là một cô gái chững chạc này, và cũng thể hiện trước mọi người rất là tốt. Con yêu mọi người rất nhiều và hôm nay con đã có thêm một người bạn tốt. Tuyệt vời đấy. Những cái cảm xúc nó chợt đến, và hy vọng rằng chúng ta giữ lấy những cảm xúc đó, chăm sóc những cảm xúc đó. Bây giờ là món quà cho em nè. Chương trình có một cái format cố định bất di bất dịch, có nghĩa là em sẽ được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của cái người mà mình đã bấm nút chọn. Đấy, em có thở hắt thì thở đi, đừng có ngất nhé. Chị nói nghiêm túc chứ không có ngất bây giờ đâu nhé. Xin phép em. Dạ. Thật tuyệt vời, nếu như một ngày nào đó các bạn thông báo chúng tôi là về Yên Thành và Đô Lương chơi nhé. Dạ. Rồi. Dạ, dẹp cái cuộn băng keo cạnh nhân vật nữ giùm chị Nhi A đi ạ. À. Để một hồi rồi nó dính tới dính lui mất công lắm mọi người ơi. Chị là chị Tô Nhi A. Dạ. Nhi Đồng á. Dạ. Đúng không? Thạc sĩ tâm lý. Tiến sĩ rồi. Tiến sĩ, dạ. Tiến sĩ rồi. Dạ, thạc sĩ tao đi về. Không mừng. Tại em cũng... Ok. Dạ. Rồi, thoải mái lên. Dạ, âm thanh... Âm thanh phải đến. Âm thanh quyền lực nhất. Cái con bé khi mày không ăn cơm mà mày suốt ngày mày giác máy mày đi quay behind the scene miết vậy. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng lúc 18 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và chương trình được nhận sự đồng hành của app Hẹn Hò và Giữ Lửa Tình Yêu Speak Couple. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và thưa quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc gặp gỡ ở Hẹn Ăn Trưa. Chương trình có một cái sứ mệnh mà chúng tôi rất là mong mình sẽ được hoàn thành tốt, đó là việc share duyên cho những bạn đang cô đơn nhưng rất khát khao một tình yêu chân thành, để mình có thể có người bầu bạn, có thể có người đồng hành để cùng trải nghiệm hạnh phúc của hương vị tình yêu. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng tôi có hoàn thành được sứ mệnh đó hay không thì vẫn là một ẩn số. Bây giờ ở trong khung hình thì chúng ta đã thấy có sự xuất hiện rất là sẵn sàng của nhà trai rồi, bạn nam đã ngồi ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của nửa mảnh ghép còn lại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải đi tìm mảnh ghép còn lại để có thể tạo ra được một cái bức tranh hoàn chỉnh ở cuối chương trình. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Chúng ta sẽ cùng chào đón bạn nữ nhé. Yeah. Sao cảm giác tháo được cái mặt nạ này ra thấy như sao em? Thấy chị xinh đẹp ngồi đối diện là em có sự có cái sức hút với cái sự động lực mạnh đó. Chị thấy em đang lúng túng á, chị thấy em có sự lúng túng đó. Bên kia đó vừa mở ra em thấy chị xinh đẹp đồ ha, thấy cũng cũng chịu khó khen đối phương lắm đó. Ở bên kia là một cô gái, bạn ấy cũng đến đây với sự chân thành để tìm kiếm một cái mảnh ghép cho mình. Em thì sao, cơ duyên nào em đến với chương trình? Dạ thì lời nói đầu tiên em xin kính chào ban tổ chức, ban biên tập của chương trình Hẹn Ăn Trưa, cùng xin chào chị Tiến sĩ tâm lý Tonya xinh đẹp.
và chào bạn nữ đang ngồi đối diện bên kia một lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất. Em tên là Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1992, cũng đang công tác tại đang làm việc tại Đồng Nai, quê quán em thì ở Đồng Tháp. Thì cũng một mình mấy năm nay rồi, có khoảng 4-5 năm nay rồi, một mình, một cô đơn một mình. Cũng cần tìm một người lắm, cho nên là cũng nhờ chương trình để tìm giúp cho mình một nửa yêu thương để ghép lại. Trời ơi, ta nói chuẩn bị văn ở nhà chắc dữ lắm nè, học thuộc chắc căng thẳng lắm, thả lỏng cơ thể ra em. Rồi, mình ở quê Đồng Tháp, đang làm Đồng Nai. Cụ thể công việc của mình là gì? Dạ, công việc em hiện tại đang làm công ty cơ khí. Công ty cơ khí. Rồi, làm mình ở bộ phận nào của cái công ty cơ khí? Cắt những cái mẫu bản quẻ của cấp trên đưa xuống để hàng tiện theo cắt cái... Cắt tiện hàng rồi ha. Rồi, rồi tiếp xúc với máy móc rồi coi như là mối hàng đồ là nhiều mỗi ngày. Cách đây khoảng 4 năm rồi thì mình bắt đầu cô đơn. Vậy điều đó có nghĩa là từ 4 năm về trước là mình có người yêu. Dạ, em thì trải qua 2 mối tình. 2 mối tình. Cách đây 6 năm em có quen một người gần 2 năm. Rồi. Rồi trước đó nữa. Lại hết rồi, cái cuộc đó là cuộc tình đầu tiên. Rồi. Gần 2 năm, còn cuộc tình sau thì tìm hiểu nhau được khoảng 6-7 tháng thôi. Tại vì người sau thì nhậu nhiều quá rồi sao mặt cách lòng với phần ở Đắk Nông á, em ở Đồng Nai lâu lâu em lên. Dạ. Với phần nhậu nhiều quá là mình không nhậu, mình gặp một cái cô biết nhậu mình chịu không được hay là mình nhậu không bằng cổ? Em thì biết nhậu nhưng mà ví dụ như người đó thì đang nhậu bây giờ đang ngồi nhậu thì bàn tính tới chiều nay nhậu cái gì nữa rồi. Nhậu không lợi, nhậu liên miên. Dạ. Sao thấy nó ngột ngược sao hen. Rồi đó là xuất thân của nhà trai. Sao em nãy giờ ngồi nghe có căng thẳng không? Dạ em hồi hộp rồi. Em rất là vui khi gặp chị. Ồ, vì sao? Tại vì em ngưỡng mộ chị á. Rồi ok, đừng đặt vô đây nha. Cái mic đã cài ở đây nó sẽ bị bực. Rồi ok. Trời, mà nói chung á mọi người hãy quên một cô Nhi A là giảng viên, hãy quên một cô Nhi A là tiến sĩ tâm lý. Tự nhiên hai bạn làm chị áp lực ngang luôn á. Tự nhiên cái mắt tư vấn tâm lý ghê luôn nè. Nói chung là thích chị Nhi A. Em chỉ toàn tư vấn mấy cái chương trình đổ dở đâu không luôn đó. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình khác hoàn toàn. Với những cái kiểu như vậy ha. Rồi vậy thì quay trở lại bản thân mình đi. Mình tên gì nè? Em chào tất cả chương trình. Em chào chị Nhi A. Em chào bạn trai bên kia. Em xin tự giới thiệu em là Hồng Vàng. Em sinh năm 91. Em đến từ Đồng Nai nhưng mà hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. À, mình hơi ngược với anh này. Anh này ở một cái nơi khác là Đồng Tháp, anh tới Đồng Nai. Còn mình thì vốn dân Đồng Nai nhưng mà mình lại di chuyển qua một nơi khác là thành phố Hồ Chí Minh. À, tính Xuân Sương, thành phố Hồ Chí Minh, mà em ở quận nào? Đúng rồi, anh ở Đồng Nai mà anh ở đâu? Anh ở huyện Nhân Trạch em. Chứ anh lên tới Tân Phú rồi là lên Đà Lạt luôn cho rồi đi đó. Rồi Nhân Trạch kìa. Nhân Trạch, đoạn nào Nhân Trạch, khu công nghiệp luôn? Gần khu công nghiệp, giờ mình tính nha, từ Nhân Trạch mà đi xuống quận 10. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiêu cái? Em cũng đi Sài Gòn liên tục mà. Tại vì nhà anh chị em có quận 12, cậu em còn ở Tân Bình, Bình Tân. Cho nên nói chung là xa xôi không quan trọng, quan trọng mình có cái lý do để lên thăm bạn nữ thôi. Để cuối tuần đi xem phim này kia thôi. Tính hết rồi, nghe có kế hoạch hết, người ta có kế hoạch. Người ta lớn hơn 1 tuổi. Ông bà xưa ta có câu là nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Nhưng mà anh đổi là nhất gái lớn 1, nhì trai lớn 2 em. Nó quan trọng lắm. Trời, sống lưu lẹo dữ trời. Rồi gũi như bên đây mà thanh em lớn anh 3 tuổi rồi ông đọc thì sao? Thì nhất gái lớn 3, nhì trai lớn 1.5. Em thấy chưa, trời ơi. Thôi mình bớt nè, không là người ta đánh giá phẩm hạnh của mình đó. Cô gái, vậy thì công việc của mình là cái gì? Dạ, em môi giới đất. Với lại em bán hàng online, bán cua Cà Mau, bán miếng ở bên Liễu Bích. Năng động nghe. Liễu Bích Tân Phú em? Đúng rồi, 91 Liễu Bích. Để anh ghé đó ăn để tìm hiểu thêm. Người ta bán đồ sống không? Người ta bán cua sống. Có bán hủ tiếu. Trời, tôi gài vậy mà cũng không trúng làm sao vậy rồi. Chết rồi. Tín hiệu vũ trụ lắm. Rồi, em có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Em, nếu mà nói kiến thức á, thì em có một mối tình. Nhưng mà
cái khái niệm chính thức đối với em làm sao thì được coi là chính thức? Dạ, đi đến hôn nhân. À, đi đến hôn nhân luôn thì được gọi là chính thức. Thì không phải, có nghĩa là xác định đến hôn nhân thực sự luôn. Có nghĩa là có ý định, có kế hoạch về đám cưới, đồ đàng hoàng, dẫn ra mắt gia đình hai bên, đồ đàng hoàng, thì cái đó được coi là chính thức. Không phải, có nghĩa là bọn em lúc đó là những mối tình khác thì do em lựa chọn xác suất là nên hay không nên, đến hay không đến, nhưng mà mối tình chính thức đối với em thì em đã xác nhận rồi. Có nghĩa là em nghĩ rằng đây là cái gọi là cái chân ái của đời mình, rồi là đây là định mệnh đời mình, nhưng cuối cùng là đã dừng lại. Chúng ta có thể chia sẻ về cái lý do dừng lại không? Nếu như bên đây là người ta là nhậu quá thì nhậu không có lại đó. Nhậu quá thì còn nhỏ đâu có sao. Em là do có người thứ ba. Đúng, bây giờ có người thứ ba thì cuộc tình đó có nên dừng lại không? Dạ nên dừng. Đó, ý hỏi vậy là để mai mốt nhớ nha, đã chốt đây là người thứ hai. Dạ. Thì đừng có người thứ ba nào xuất hiện hết giùm tôi. Tại vì em thì đặt ra cái mục tiêu mình tìm một người bạn nữ phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cho nên em mới nhờ chương trình, lên chương trình. Chị tin rằng là thực ra thì có rất là nhiều cách để chúng ta gặp gỡ một cái nhân duyên. Nhưng mà khi các bạn tìm đến với chương trình thì cái chỉ số nghiêm túc của các bạn nó cũng rất là cao. Đúng không? Thì chúng ta mới xuất hiện ở đây. Bởi vì rõ ràng là đây là cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ với rất là nhiều khán giả cùng xem. Chứ không phải là câu chuyện chỉ có hai người biết, cho nên cái độ nghiêm túc nó phải có. Rồi, như vậy thì bây giờ điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của mình là gì mà mình tự tin rằng là cái điểm mạnh đó nó có thể thuyết phục được đối phương và mình là một cái sự lựa chọn rất là lý tưởng của người khác? Riêng về điểm mạnh em thì thứ nhất là về nghệ thuật thì ca hát, khiêu vũ. Còn nấu ăn thì... Dance board đồ chưa? Dạ, dạ chưa, em mới học khiêu vũ những điệu rumba, xì lô trong phòng trà đó. Rồi nấu ăn thì em nấu ăn ngon. Văn hóa văn nghệ tốt. Dạ. Đời sống tinh thần khỏe mạnh. Dạ. Nấu ăn ngon. Thích du lịch. Nấu ăn nấu cỡ được nhiều món nè. Những món bình thường ăn gia đình thì rất là ngon. Thí dụ như cá kho canh chua này kia, nhưng mà riêng đặc biệt nó món lẩu á. Thì hồi xưa em có làm chăm sóc cây kiển cho nhà vườn của cô Diệu Thảo hay Thảo Quân gì ở Sài Gòn á. Thì cô có chỉ cho em cái gọi là cái đặc biệt bí quyết để nấu nồi lẩu. Thì lâu lâu em vẫn nấu, vẫn còn cái bí quyết đó. Đó là cái món mà gọi là át chủ bài của mình. Dạ, dạ. Là món lẩu đúng không? Dạ. Bên đây bán hủ tiếu. Thì có gì em học thêm hủ tiếu em nấu phụ. Lẩu hủ tiếu. Ok. Lẩu hủ tiếu ha, nước gọi là nước hủ tiếu nhưng mà lấy theo cái cốt nước lẩu. Dạ. Trời biết đâu chừng ha, nó trở thành một cái món đặc thù của quán mình. Ăn nên làm ra luôn. Rồi bây giờ ngoài nấu ăn ra nữa thì còn thấy mạnh gì nữa không? Biết quan tâm chia sẻ nhiều người. Cái đó cũng là điểm yếu của em. Nhiều khi mà nhiều quan tâm người ta than than nhiều quá thì mình lại nhẹ lòng đó, rồi mình lại tổn thương cái đó, cái mình bị gọi là mình bị dụ nữa. Dạ đúng rồi, bị dụ, rồi mình bị bao đồng. Dạ. Rồi cái mình không phân biệt được đâu là bạn, đâu là bạn gái. Dạ không, đâu là bạn đâu là bạn bạn công việc thôi, em chưa bạn gái đó kiểu. Nhưng mà nhiều khi mình gọi là mình dễ mũi lòng quá, cái tự nhiên nhiều khi mình làm cho bạn gái mình phải suy nghĩ nhiều không, kiểu giống như giúp đỡ cổ một cô đồng nghiệp nào đó. Riêng công việc em thì nam không à, không có nữ. Ừ, gũi như có một cô nữ lọt vô rồi sao? Em làm đó mấy năm cũng không có nữ, tại vì công việc nó rất là đặc thù cho nên không là có chỉ có nam thôi. Dạ. Rủi giống như tự nhiên giờ bữa nay em chốt đơn nè, em bấm nút rồi cái tháng sau công ty em tự dưng tuyển được một cô nữ, rồi sao rồi cổ nhờ giúp đỡ, rồi lúc đó là mình đang có người yêu nghe. Dạ. Và mình có phân biệt được là cái giới hạn của cái sự giúp đỡ đó nằm ở đâu không? Dạ có chứ, tại vì em cũng đang ở tuổi gọi là đứng rồi, nghiêm túc rồi, tuổi nói chung từ xưa giờ em đều là nghiêm túc. Nhưng mà em cũng đang cần một người để là, nếu mà hợp thì có thể tiến đến trong hôn nhân trong một năm. Tìm hiểu hợp một năm thôi. Dạ. Chị nghĩ là bữa nay chị sẽ bổ sung cho em thêm một cái điểm mạnh nữa đó. Mộc mạc, dễ thương. Dạ. Rồi, bên đây thì sao? Bạn thấy là mình có những cái điểm mạnh gì? Hả? Ủa em, chị nhìn là chị thấy cũng nhiều nhiều đó em. Không có hả? Là vì mình có tự ti lắm không? Hoặc xưa giờ có ai khen em gì chưa? Có nói gì cao. Nói đẹp vậy thôi à? Vậy thôi à? Ủa vậy thôi hả? Là sao mọi người? Hồi xưa thôi chứ giờ già rồi. Không, giờ vẫn đẹp đúng không? Giờ vẫn được.
ngoại hình vậy là nói chung là trời ơi 8 điểm mấy trở lên rồi. Chị mà chấm theo thang điểm sinh viên chị đi dạy 8-7-5 rồi đó. Rồi mình có cái những cái đức tính gì, bây giờ điểm mạnh điểm yếu đôi khi mình cũng không có được tự tin để mình khẳng định. Nhưng mà nếu như tả về bản thân em thì em thấy là em có những cái đức tính gì nổi trội. Ở trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày thì mình thấy mình là người như thế, mình hết lòng. Em làm việc gì thì hết lòng làm hết việc đó. Chăm chỉ. Có chăm chỉ không? Hết lòng thì thường phải đi chăm chỉ chứ. Hết lòng là cách dạy của mình là cái đó, là em phải hoàn thiện xong thì em mới làm việc khác. Em mới làm xong em mới ngủ thì thôi. À, có nghĩa mà là... Không phải là em xin, em làm biến. Nhưng mà việc mà đến tay em là em sẽ làm. Sao em nghĩ em làm biến? Cái lý do gì? Cái dữ liệu nào mà em nói em làm biến? Em ngủ cho đã. Em ăn, em được ăn cho đã. Tính ra cậu biết hưởng thụ ha. Dạ. Nhưng mà em ngủ cho đã thì em ngủ, ví dụ ngày có 24 giờ thôi, thì em ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ? Biết em ngủ hả? Ừ. Em ngủ, em ăn, em nằm ngủ, ngồi cà phê, cao chị, đã luôn, ăn, không ăn cũng được. Là cái sự dụ trong cái chuyện ngủ của em là có sự ảnh hưởng của chị, cũng tại chị đôi phần đó. Nói chứ ví dụ em như... Em nằm ở trên giường, nếu mà ngơi em một ngày nghỉ là em thích nằm trên giường. Ừ. Còn nếu như bình thường thì sáng thức dậy là mấy giờ mình thức dậy? 8-9 giờ. Và khi thức dậy lúc đó là có cọc giờ quạo không, hay là giờ đó là dậy là bình thường đó? Dạ, bình thường. Còn sớm nữa là cọc đó. Tại vì em không có cọc. Em không có cọc. Công việc của mình thì mình làm việc thì mình dậy. Hoặc là bữa đó mà em có chương trình 5 giờ sáng, 3 giờ sáng là em phải cài báo thức, là tới giờ là em biết trách nhiệm của mình, công việc đó là mình làm, không có quạo. Mình vẫn thích bình thường đúng không? Ôi vậy thì có thể thấy rằng là thay vì người khác thích đi du lịch, à, thích đi đây đi đó, thì đối với em sự tận hưởng cuộc sống đó là cái việc là thoải mái nằm trên giường ngủ ăn, tận hưởng sự yên bình đó. Tính ra cũng được, đỡ tốn xăng đúng không, cũng có lợi. Rồi mình tới đây mình mong chờ là mình sẽ được ship lại, mình sẽ được kết nối với một anh có những cái đặc điểm như thế nào, cái mong gọi là cái mong chờ của mình. Đó, đầu tiên vô câu này là giải quyết dứt điểm cho nó dễ nè. Em có tôn giáo gì? Hiện tại thì anh đang đạo Phật, nhưng mà nếu mà người yêu mình đạo Thiên Chúa thì mình có thể học đạo. Đồng ý cải đạo? Dạ đồng ý. Uy tín không? Dạ. Cải đạo là phải học giáo lý hùng dạ, nhân. Dạ học, phải học. Rồi làm phải làm lễ cưới trong nhà thờ dạ, với người ta. Em cũng từng đi đám cưới nhà thờ em biết. Thì mình, nếu mà vì một nửa yêu thương quan trọng của mình thì mình chấp nhận tất cả. Tự nguyện cải đạo đúng dạ, không? Dạ. Nhưng mà thực ra cũng chưa biết cổ bên đây là cổ vấn đề tôn giáo hay sao nè. Em sao? Trời vậy là trùng hợp thôi. Không có cần phải có một sự khổ tâm nào hết trơn á. Rồi đầu tiên đã giải quyết xong rồi ha, là còn gì nữa? Anh thì tính anh rất là tôn trọng quyết định của người bạn nữ của mình. Ví dụ trong cuộc đi chơi hay cuộc sống đi, thì anh luôn là người chấp nhận. Cho dù em sai em vẫn chấp nhận anh sai, chấp nhận ngược lại anh sai để cho em vui. Rồi sau này thì tìm lý do để tìm chuyện để nói cho em cắt nghĩa để cho em nghe đó. Còn chuyện tuổi tác không quan trọng đâu em. Bây giờ quan trọng là duyên nợ thôi, chứ tuổi tác một hay tuổi nó không quan trọng. Người ta mạnh dạn kêu em nãy giờ rồi thì có nghĩa là cái chuyện đó nó không có quan trọng rồi. Đừng có xoáy vô cái điều mà tự nhiên em dính mắc vô cái đoạn em lớn hơn tuổi như chi vậy. Rồi còn gì nữa không? Ví dụ nè, giờ chiều cao nè, rồi lương thưởng công việc nè, có kỳ vọng gì không? Em là người đồng hành với em. Rồi. Nên chuyện khó khăn hay chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau. Như hồi nãy chị có hỏi ảnh là ví dụ có một người bạn nữ gì đó tới cần ảnh giúp đỡ rồi ảnh có như thế nào hay không, thì em xin hỏi bạn bên đó là có động lòng không? Không em. Tại vì khi mình đã có một nửa yêu thương rồi thì mình đóng cái cửa trái tim mình lại. Còn giúp đỡ thì mình vẫn giúp đỡ mức độ bạn bè thôi. Nhưng mà riêng đặc biệt công việc của anh là cho dù 10 năm hay 20 năm sau thì chẳng có nữ vô đó con vô công việc đó làm được. Ông chắc quá ông. Không, chắc chắn tại cuộc em. Cuộc đời khó nói lắm. Với phần nếu mà mình đã đồng ý với nhau thì gọi là thiệp hồng nó đã có tên anh tên em rồi, đâu còn mà cho người khác để kêu tên anh được nữa. Chưa thiệp hồng nó còn có tên chủ hôn nữa đó nghe. Dạ. Phải là tên anh tên em rồi. À, sao còn lấn cấn gì
ta trả lời gì không, đâu ra đó. Ai như hồi nãy chị chia sẻ là phải có giới hạn, không biết giới hạn hay không á. Ừ. Thì em chỉ cần biết là em vẫn còn băn khoăn không. Phải có chứ em. Nói chung anh tiếp người của anh rất là nghiêm túc trong mọi chuyện tình cảm. Nếu mà không cho giúp nè. Không cho giúp luôn. Ok, ok. Còn nguyên một cái công xưởng. Đúng, còn đúng. Mấy chục ông còn lại lần. Đúng. Thì sao? Thì anh vẫn nghe lời của một cái người quan trọng mình thôi. Rồi cái người ta nói gì nè, người ta nói trời ơi gì mà sợ vợ dữ gì, gì mà sợ bạn gái dữ người gì. Người ta nói sợ vợ sống lâu mà chị. Chết rồi bạn, chết rồi bạn ơi. Chết rồi. Rồi, vững vàng lên em. Vững vàng lên. Rồi, vậy thì ngược lại. Em kỳ vọng như thế nào về cái hình mẫu bạn nữ mà mình sẽ được kết đôi? Thì thứ nhất về ngoại hình thì em không quan trọng. Tại vì thời buổi giờ nó 4.0 rồi. Thì thí dụ như xấu chỗ nào mình có thể đi xì ba thẩm mỹ viện chỗ đó đẹp sửa hơn luôn. Còn riêng em chỉ cần tính đức tính quan trọng nhất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Và tới đây là người ta nghiêm túc. Dạ đó. Và có hiếu, nói chung là hai bên gia đình được rồi. Có hiếu với hai bên gia đình. Như thế nào là có hiếu? Tại vì em cũng thấy nhiều cặp vợ chồng thí dụ như bên nặng bên ví dụ vợ thì nặng bên ngoại này nhẹ bên nội thì nó cho nên em cần giống như em đặt cái mục tiêu mình ví dụ hàng tháng sau này có vợ hàng tháng đi làm về rồi cho bên ba mẹ vợ 5 triệu cho bên ba mẹ em 5 triệu là cho 10 triệu. Dạ thì ví dụ mình đặt cái mục tiêu vậy thì thí dụ cho đều như vậy nhưng mà thì đặt hay đặt nhưng mà ba em cũng không có cho tại vì ba em cũng đang đi làm có thu nhập thì mình có nghĩa là tôn trọng đều nhau. Bên vợ 5 triệu bên chồng 5 triệu vậy để nhà đưa vợ nhiêu triệu? Thì thu nhập của em hiện tại thì tầm 18 18 triệu là còn 8 triệu. Thì mình đặt 5 triệu thôi có thể là cho 2-3 triệu cũng được. Ý của mình ở đây đó là sự công bằng. Dạ công bằng. Sự giúp đỡ công bằng, sự chia sẻ công bằng, trách nhiệm dành cho hai bên. Bên nào cũng là cha mẹ đúng không? Ý bạn nữ làm sao nè? Nhanh gọn lẹ. Anh thì thật sự anh cũng rất là muốn vợ. Và cũng tùy theo nếu mà em tìm hiểu em cảm thấy anh đủ chân thành và có đủ chỗ vừa dựa cho em thì trong năm nay. Còn riêng cưới về ở đâu thì hồi trước á, hồi xưa hồi cách đây anh đi làm lên Đồng Nai thì 2009. Nhưng mà 2012 anh mua miếng đất ở gần đó. Nhưng mà khoảng 2016-17 thì mẹ anh bệnh nặng. Anh phải bán đất để lo cho mẹ. Thì hiện tại thì anh với ba anh đang ở trọ. Nhưng mà nhà cửa thì ở Đồng Tháp vẫn còn đầy đủ. Cho nên là trước mắt thì ở trọ. Tại vì nói chung trong bi kịch trong cuộc sống ai cũng trải qua. Nếu ở Đồng Nai thì là mình sẽ ở trọ. Dạ. Em có dự định về Đồng Tháp không? Theo bạn nữ nếu vợ mình ở đâu mình ở đó thôi. Rồi quay trở lại bạn nữ có chịu cùng với chồng về lại quê xưa không là Đồng Tháp là anh xác định là sau này kết hôn là về Đồng Tháp chưa không em tùy theo em quan trọng là em vấn đề là nếu như ở Đồng Nai thì hiện trạng bây giờ là đang ở trọ vì tài sản ngày xưa đã xử lý những cái biến cố gia đình rồi còn nếu như mà muốn là đất của mình nhà của mình thì bây giờ còn ở Đồng Tháp thôi thì phải có kế hoạch sinh kế ở Đồng Tháp. Vậy thì trong trường hợp mà nếu như ảnh có một cái sự thuận lợi nào đó trong công việc và quay trở về Đồng Tháp thì em có sẵn sàng di dân không? Dạ em sẵn sàng nhưng mà em hỏi ảnh anh có như kiểu mà mình làm ăn rồi nhiều khi mình phát triển hơn thì mình vẫn ở Đồng Tháp, vẫn ở Đồng Nai lập nghiệp hay là mình muốn quay về Đồng Tháp? Anh người ta nói quê hương thì là cái gốc nhưng mà thật sự anh mất cũng lên Đồng Nai mười mấy năm rồi thì ba anh thì sau này sẽ về quê còn riêng anh thì nếu người vợ mình muốn ở đâu và ở đó làm quan trọng công việc của người vợ thôi người vợ làm ở đâu cảm thấy được thì anh sẽ ở đó còn riêng anh thì anh ở đâu làm cũng được anh cũng trải qua rất là nhiều công việc thậm chí từng đi phụ xe phụ hộ nói chung rất là nhiều công việc người ta làm được mình làm được thôi. Có nghĩa là cũng chưa có quyết định gì thì thôi. Nếu trong trường hợp mà ở đâu thì chị hy vọng là sau cái bữa ăn trưa này nè thì các bạn còn có thêm nhiều bữa ăn tối nữa để mình bàn coi là ở đâu thì nó phù hợp. Yeah. Ha. Rồi, mình có cái gọi là có cái
cái điều gì ở đối phương mà nếu như đối phương có cái điều đó là dù cho có đẹp, dù cho có đáp ứng hết cái tiêu chuẩn nãy giờ đi chăng nữa, mình cũng không có chấp nhận được không? Có cái tính xấu nào đó ở đối phương mà mình sẽ rất là không thích không? Dạ không, đối với em thì rất là đơn giản. Thì hồi trước thì em cũng, nói chung em, cái quan niệm em là luôn tôn trọng người mình yêu thì người mình yêu. Vậy tại sao ngày xưa người ta nhậu nhiều không cho người ta nhậu rồi chia tay? Cái chuyện đó thì thứ nhất là nhậu nhiều, thứ hai là không đi làm, cho nên là nó không hợp với người sao mà cách lòng. Còn ở đây thì mình thứ nhất cũng gần gũi, thứ hai là cũng công việc của bạn nữ hiện tại cũng đang là ổn, cho nên nó cũng có nhiều cái phù hợp với nhau. Còn riêng bạn nữ tánh gì, tí dù có một tánh xấu đi hoặc một tính em không thích đi, em sẽ thích nghi với cái tánh đó. Em chưa gì hết mà chắc như bắp luôn á, là thích nghi. Em phải cố gắng thích nghi. Chịu đựng, cố gắng luôn. Ví dụ cái tính xấu đó của bạn nữ nhưng mà bạn nữ thích, thì mình vẫn cố gắng thích nghi với cái đó. Mình không bao giờ thay khiến kêu bạn nữ thay đổi cái tính xấu đó, tại bạn nữ thích. Em thì sao? Em thì sao? Sẽ có một cái tính nào đó ở người đàn ông mà có bao nhiêu cái tốt đi chăng nữa cũng không có bù lại được cái tính xấu đó đâu. Làm biến á. Không riêng. Biểu hiện của một người đàn ông làm biến là gì? Không làm việc. Ở nhà. Ăn không rồi rồi. Ở nhà nói chung ảnh hưởng tới người khác. Ừ. Ở không nè, không có công việc nè. Ở nhà nè, mà thường ông bà đã nói nhàn cư vi bất thiện, không có công việc ổn định, không đi làm kiểu gì nó cũng làm chuyện bậy bạ. Kiểu gì đúng không? Đó, có làm biến không em? Dạ không, em hồi trước, hiện tại bây giờ thì đang làm công ty cơ khí, nhưng hồi trước em làm công ty gạch men. Thì sau thời gian công ty đó em còn đi làm những công việc phụ khác, nói chung là có hồi người ta làm, người ta kêu gì làm đó, đơn giản người ta kêu gì làm đó. Nói chung là cũng rất là chịu khó, rất là siêng năng cần cù đúng không? Rồi có cái nỗi đau nào đó trong chuyện tình cảm mà ở quá khứ mà mình cảm thấy khi nhắc lại là mình cũng còn sợ hãi không, bởi vì biết đâu khi đối phương được nghe cái điều này nè thì đối phương cũng hiểu rằng là có những